Đây, nhìn thấy ông bà nhìn đây. Ui gãy mất rồi. Chán chán. Ôi gãy một cần chu cà chua một cân rồi không? Đây. Đây. Quả này rất là đẹp. Hôm nay mới tỉa lá để cho nó sáng này bác thì vừa tỉa lá xong đây vừa gãy chu này gần cân đấy nhỉ. Quả này tầm 2 lạng rưỡi cân. 2 lạng rưỡi. Rất là đỉnh cao, đúng không? PA390 Đông Anh, Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2022. Các anh chị nhìn thấy đây, xiên bên kia đây. Chú ruộng Bác Mộng, chuyên gia này, khảo nghiệm đánh giá cà chua công ty Việt Á. Bác đánh giá độ ổn định rất là cao. Về độ nấn, độ đồng đều nó quá chuẩn, không có hiện tượng nấn trong. Độ thuần cao. Độ thuần cao. Rất cao. Không nứt, không to dạng, mưa gió không trơn sợ dạng rất gì. Vâng. Rất là đẹp. Đấy, các anh chị thấy như bức tranh nhỉ. Anh bảo đây xem kia như bức tranh luôn. Đẹp chưa? Đây, nhìn thấy ông bà nhìn đây. Ui, gãy mất rồi. Chán chán. Ôi, gãy một cần chu cà chua một cân rồi không? Đây. 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 Quả này rất là đẹp. Hôm nay mới tỉa lá để cho sáng này bác thì vừa tỉa lá xong đây vừa gãy chu này gần cân đấy nhỉ. Quả này tầm 2 lạng rưỡi cân. 2 lạng rưỡi. Đấy, to này cứ tầm 3 lạng, 3 có quả 4 lạng. Có quả 4 lạng. Có 4 lạng. Cây trên 2 mét rồi. Quả cao và con à. Cây rất trầm cây thôi, vâng. Không phải là tốt lắm, bởi vì có nhiều gia đình, nhiều hộ còn ra làm tốt hơn và sẽ tốt hơn và cây thì béo hơn. Độ bình thường. Đây chăm bón này bộ bình thường, vâng. Thì cho giống chuẩn nhất. Kể cả nó kẹ các bác không ngại, vì là nó độ đỏ nét, thương lái không bao giờ chê vì được. Rất đẹp. Đây là 390. Ra đây vừa hái hôm kia đấy, hôm nay cũng đã chín rồi. Vâng. Ngày kia hái được hay ngày mai? 27. Ngày 27 hái tiếp. Được hái hôm kia rồi thì 27 hái tiếp. Trên 3 lạng, 4 lạng. Đi cùng cả cái này, không đáng. Bà con nhìn này, những cái chùm cao bằng thật đấy. Ừ, gốc nó đã qua sóng gió mưa gió ngập đã bị ngập lên tận 26 tháng 1 năm 2022 héo tuôn mãi mê rồi. Chủ ca này cái cân mấy à? Con lớn mà khi nó vào ương nó lớn. Con này vâng. Mê ly luôn. Anh xin cảm ơn quý đại lý cùng bà con nông dân đã theo dõi cái chương trình giới thiệu cái giống cà chua vô hạn VA390 của công ty Việt Á. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào Mậu nhá. Xin chào bà con nhá. Anh em tôi chào bà con. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình. Thank you.